Xin kính chào các bạn. Hôm nay là thứ tư ngày 11 tháng 8 năm 2021. Hôm nay giải trí cho các bạn ngày thứ tư nha. Và các bạn biết Cộng sản Việt Nam, cái bọn Cộng sản Việt Nam, cái bọn họ Cộng sản Việt Nam với Cộng sản Tàu là cái bọn hút máu của người dân, là cái bọn ăn cướp, cướp đất đai của người dân để lấy làm của riêng. Thì hễ ai mà lên tiếng trên thế giới đó, mà hễ ai là người Việt Nam lên tiếng á, thì bị họ chụp mũ bằng cái từ đó là phản động, chống phá nhà nước. Họ dùng cái từ chống phá rất là dễ hiểu thôi các bạn, là bởi vì các bạn biết á, thì tất cả trong các ngành nghề, nghề ăn trộm, móc túi, ăn cắp, tất cả các ngành nghề thì người ta cũng vì cái chén cơm, vì cái mưu sinh. Còn riêng về Cộng sản Việt Nam thì họ ăn cướp đất đai, rút ruột tiền của quốc gia để bỏ túi làm việc của riêng. Thì khi mà mình nói tới họ đó thì mình động tới cái chén cơm, thì Cộng sản Việt Nam họ dùng cái từ chống phá đó, họ dùng cái từ chống phá rất là đúng, là bởi vì họ tìm cách họ đi vào chính phủ Việt Nam, họ thông đồng, họ tìm cách họ ăn hối lộ. Mặc dù là họ tuyên truyền, họ nói với người dân là họ trong sạch, nhưng mà cái bằng chứng của cải, họ chạy những cái xe hiệu, con của họ đi du học, con của họ có những cái xe hiệu đời mới, thì mình đặt cái câu hỏi là tiền ở đâu ra. Rất là giỏi về tuyên truyền, lừa bịp người dân đó, thì họ viết báo, họ tuyên truyền, họ chẳng hạn như cụ thể là quốc đó, người ta đi vô Việt Nam người ta bị kẹt đó, thì họ chụp một cái tấm hình chích ngừa cho một duy nhất một người thôi, họ đưa lên báo để họ nhòi sọ các bạn. Thì cái tâm lý như mình nói nhiều lần, tại vì con người của mình đó là mình tiến hóa từ động vật, cho nên vì cái tâm lý đó mà mình nhìn vô cái tấm hình, nếu mà mình không có tìm hiểu cặn kẽ, mình không có tính toán, thì mình nói wow, đảng ta tốt bụng đè mấy cái người du khách nước ngoài xuống chích. Các bạn làm dư luận viên có thể các bạn rất là khó chịu khi các bạn nghe mình nói, nhưng mà các bạn nhìn vào một cái bức ảnh đi, đâu phải là họ chụp mấy ngàn người, mấy trăm người quốc tế, người ta xếp hàng, người ta đang chờ đợi để mà được chích ngừa. Các bạn nhìn trong cái tấm hình đi, chỉ có một người ngoại quốc với một cái người nhân viên y tế chết người trong cái tấm hình, đâu có mấy trăm người đâu đó các bạn thấy. Bởi vì cái lý do đó mà mình cứ nói hoài nói mãi, họ mưu mẹo, họ lừa bịp lắm. Cộng sản không có bao giờ mà họ thay đổi được, là mình cứ nhìn vào cái khẩu hiệu, cái slogan, cây búa với cái lưỡi liềm. Các bạn đừng có nói nha, anh Quốc ơi, anh đừng có xí vô, rất là quan trọng, mình cần phải xí vô, rất là quan trọng cho dân tộc Việt Nam của mình. Tại vì á, mình nhìn ra được đất nước của mình nó sẽ đi về đâu, mình nhìn ra được điều đó, thì Việt Nam của mình nó nằm ở bên cạnh Tàu, núi liền núi, sông liền sông, rất là dễ bị thuộc lệ, dễ bị ảnh hưởng. Dần dần thì người Việt Nam của mình sẽ dùng điện thoại di động của Tàu, ăn thực phẩm của Tàu, sẽ lái xe ô tô của Tàu. Cái điều đó không thể tránh khỏi được.
Cho nên mình cần phải nói, mình nhìn được về cái phía trước. Những cái người mà người ta có cái năng khiếu làm thợ vẽ đó các bạn, họa sĩ đó, người ta có cái tầm nhìn. Người ta có tầm nhìn, người ta mới vẽ ra được một cái bức tranh. Mấy người họa sĩ đó, người ta nhìn được, khi mà muốn vẽ một cái bối cảnh về cánh đồng quê đó, là trong cái bộ não của người ta biết được là góc nào vẽ cây dừa, góc nào vẽ cái bờ đê, góc nào vẽ một cái căn nhà tranh, góc nào vẽ một cái con trâu đi cày. Người ta nhìn được, trong các óc người ta nhìn ra được, mấy người có năng khiếu về vẽ họa sĩ người ta nhìn được. Cho nên mình nhìn được về tương lai đất nước Việt Nam của mình nó sẽ đi về đâu. Nếu như mà Việt Nam của mình mà tiếp tục cái đà hiện tại tiến lên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thỉnh thoảng thì mấy cái ông ngoại giao của Cộng sản Việt Nam nó đi ra nước ngoài bắt tay dụ dỗ mấy cái người kiều bào, mấy cái người mà hồi xưa có chức có quyền phục vụ với cái chế độ quân lực Việt Nam Cộng hòa, dụ đâu được một vài ông gì đó, mấy cái ông này là dạng như ăn cháo đá bát, vì cái quyền lợi cá nhân nghe lời mấy cái ông ngoại giao cái đi về Việt Nam khen Việt Nam. Nhưng mà họ không biết là họ bị mắc vô cái bẫy tiên triền của Cộng sản Việt Nam. Sau khi mà họ dụ được mấy cái thằng cha già sắp chết mà hồi xưa có phục vụ thời chế độ cũ, quân lực Việt Nam Cộng hòa, có một vài ông gì đó bắt tay về với Cộng sản. Rồi bây giờ thì sao? Mấy năm trôi qua, Cộng sản nó vẫn là Cộng sản à. Mấy cái người mà ăn cháo đá bát, mấy cái người mà phản bội, năn nỉ được chính phủ Mỹ cho vô tị nạn, đi học có bằng cấp, bắt tay về làm việc hợp tác với Cộng sản. Các bạn nhìn cái ông tỷ phú Hoàng Kiều đi, nhìn ông tỷ phú Hoàng Kiều đi, trước đây ổng có nhiều tiền lắm, trước đây ổng cũng đi về Việt Nam, ổng cũng muốn làm ăn, rồi ổng có làm thành hay không? Còn một số các bạn viết comment nói nếu mà mình có đầu óc, mình ở bên Việt Nam là mình sẽ làm ăn cái gì ở bên cái xứ xã hội Cộng sản Việt Nam, nếu mà các bạn không có mưu mẹo như Cộng sản Việt Nam, các bạn không có cướp bóc lột, không có rút ruột, không có cướp đất, lấy đất của Việt Nam. Gia đình của mình đi về miền Trung thăm bà con, họ tự xưng luôn, họ tự khoe luôn, họ được giàu là nhờ mánh mung cò mói đất đút lót cho mấy cái thằng công an để mua được những cái khu đất. Một cái xã hội mà không có đạo đức thì làm sao mà các bạn dám mà các bạn cho con cái của mình, sanh con đẻ cái mà để lớn lên trong cái môi trường xã hội của Việt Nam. Đó, thỉnh thoảng có một vài bạn viết comment nói ở Việt Nam mà mình có đầu óc là mình làm ra được. Các bạn chỉ cho mình đi. Có một số cơ sở kinh doanh như là khách sạn của nước ngoài, khách sạn của Mỹ, khách sạn của Nhật, người ta làm ăn được đó là bởi vì mấy cái người mà người chuyên gia đó, người ta bay qua Việt Nam, chuyên gia của Mỹ thì người ta, hay là nhà ngoại giao đó, mỗi lần người ta đi qua đó, người ta ở khách sạn của Mỹ, hay là chuyên gia của Nhật, người ta ở trong những cái khách sạn.
trừ ra những cái người mà Việt kiều quốc tế, mấy người ngoại quốc trên toàn thế giới đi đến Việt Nam mà ăn ở những khách sạn, một số nhỏ nào người ta làm ăn được thôi. Đã nhiều lần mình nói là đừng có bao giờ mà tin vào cái sự tiên truyền của Cộng sản Việt Nam. Nếu mà các bạn không tin mình nói là các bạn sẽ tan gia bại sản. Tại vì á, các bạn tin vào báo chí nó nói, hôm nay nó nói vàng lên, ngày mai nó nói vàng xuống. Mà trong khi đó, đó các bạn đi ra thế giới, các bạn mua một lượng vàng rẻ hơn ở Việt Nam, rẻ hơn ở Việt Nam. Còn không thôi báo chí nó tiên truyền tầm bậy tầm bạ, nó liên kết với mấy cái tụi thương gia Trung Quốc. Ôi, thương gia Trung Quốc sẽ bỏ tiền vô đầu tư cái này cái kia. Họ rất là giỏi trong cái sự tiên truyền, ru người dân của mình bằng những cái lời hoa mỹ trên những cái trang báo. Các bạn nào mà đọc báo hồi lúc đầu mùa Covid cách nay 1 năm, họ nói là ở Việt Nam trong phòng thí nghiệm đang nghiên cứu sắp sửa thành công chế ra thuốc vaccine, xong rồi họ chụp những cái hình Photoshop những cái lọ thuốc, đặt cái tên Nano Covax Việt Nam. Đầu mùa dịch họ nói Việt Nam sắp sản xuất ra được thuốc vaccine, tự chế ra được thuốc vaccine. Cuối cùng thì sao, các bạn thấy không? Những cái điều họ nói bây giờ mà họ làm được. Tại vì như mình nói nhiều lần, cộng sản nó bất tài, nó bất tài, toàn là chuyên gia của nước ngoài xây cho công trình này công trình nọ. Giống như cái tàu điện đường Metro của Sài Gòn với lại đường sắt Cát Linh ở Hà Nội, cái bọn chuyên gia tàu nó vô nó làm, chuyên gia nó làm, Việt Nam không biết làm. Bây giờ tụi tàu nó nói ngày mai xong thì ngày mai xong, ngày mai không xong nó nói ngày mốt, nó câu để nó hút tiền. Tại vì cái lúc đầu nó đấu thầu á là nó muốn được cái thầu đó, nó đưa đại cái giá rẻ ra nó lấy thầu. Thì cái lực Việt Nam á, ai mà đưa cái giá rẻ ra đó thì cho thắng thầu. Xong cái nó làm cái đường metro 6 tháng nó tăng lên vài ba triệu, 6 tháng nó tăng lên vài ba triệu, 5 năm 10 năm. Khi nào Cộng sản Việt Nam tới hỏi nó, khi nào các chuyên gia tàu, khi nào mà các bạn hoàn thành cái đường xe điện metro ở Sài Gòn, đường sắt Cát Linh ở Hà Nội, ứng thêm cho 5 triệu nữa đi. Xong cái 3 tháng sau cái nó nói ứng cho 2 triệu nữa đi. Nó đổi vốn đó các bạn. Bởi vì tại sao mà mình dùng cái từ mà đám cộng sản này nó mưu mẹo lắm, nó mưu mẹo lắm. Các bạn để ý đi, cái ngôn ngữ cơ thể, cái gì mà của nó đó là nó nói là đảng ta hay là đảng. Chẳng hạn như cái ngân hàng, nó đâu có dám dùng cái từ ngân hàng của nhân dân, hay là liên kết ngân hàng nhân dân với đảng, nó đâu có dám nói. Cái gì mà có lợi cho nó, có công cho nó đó là nó nói là đảng ta. Còn khi nào mà nó cần tiền viện trợ, chẳng hạn như là quyên góp đồ giúp cái này cái kia đó cho đất nước Việt Nam đó, thì nó mới dùng tới là nhân dân. Khi nào mà nó cần tới chúng ta, Cộng sản Việt Nam đó, nó điếm như vậy đó, Cộng sản Tàu, thì nó mới dùng cái từ là nhân dân chúng ta.
Còn khi nào mà nó không cần tới mình đó, thì nó dùng một từ thôi, đảng ta. Cũng giống như không mà những cái gì mà có bông hay là tổ không cái có đại lễ quy mô á, thì nó dùng là thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần mà các bạn để ý coi ở Sài Gòn coi mưa mà nó nước ngập ở đầy đường, nó không dám dùng chữ thành phố Hồ Chí Minh bị nước ngập, nó không có dám, nó mua mẹo nó điếm lại cái chỗ đó đó. Các bạn không biết đâu, mấy cái thằng trí thức ở Hà Nội, mấy cái thằng trí thức bất kỳ gió điếm đàn lắm, điếm đàn lắm. Chơi với tụi nó là không bao giờ có lợi. Ý ở đây mình muốn nói á, giữa mà mình người dân của mình mà chơi với cái bọn bất kỳ gió nó cộng sản Việt Nam, nó tại vì nó bị nhiễm, nó nằm Hà Nội á, nó nằm kế miền Bắc á, nó nằm kế bên bên Tàu, nó bị lây nhiễm cái văn hóa của Tàu. Người Tàu á, bắt các bạn chơi với người Tàu đi, nó ăn mình được chứ mình ăn nó không bao giờ được. Thì cái đám bất kỳ gión trí thức giả ở Hà Nội nó cũng vậy. Các bạn thấy không, tới lúc á, nó không cần mình á, thì nó nói là đảng ta, đảng một mình nó thôi à, một cái đảng thôi à. Còn cái gì mà nó nhờ tới người dân á, thì nó mới dùng chữ là nhân dân, đảng và nhân dân. Cục đường ấy là nó lụm, cái này là mình nói mấy năm trước rồi. Các bạn nào mà theo cái kênh, theo dõi cái kênh mình từ đầu mấy năm nay, cách nay 2-3 năm mình cũng đã từng dùng cái từ đó. Cái bọn cộng sản đó, cục đường thì nó lụm, cục muối là nó thảy cho người dân. Cho nên khi mà ở Việt Nam mà chích thuốc ngừa vaccine đó, hàng hiệu Pfizer đồ, mấy cái hàng Moderna, Moderna đồ, chích ngừa hàng hiệu là tụi nó chích hết. Còn tới người dân mình là nó cho chích ba cái thuốc tập bậy của Nga, Xô, của Tàu. Mình có cái tầm nhìn, mình nhìn ra được. Các bạn có thể nói thì những cái điều anh nói ở trên mạng cũng thiếu gì các bạn chia sẻ, nhưng mà các bạn coi đi, có ai mà người ta toàn là nói thuốc vaccine của Tàu không mà có ai mà để ý tới cái thằng vaccine của Nga, Xô không? Mình nhìn thấu được cái điều đó. Ngoài cái thuốc Tàu ra đó, nó còn cái thuốc của Nga, Xô nữa. Tại vì cách nay mấy tháng nó lên báo, nó đăng đó, nó dùng cái ngăn phản mà của người ta bỏ vô đó, mua mấy triệu liều đó, ở trong đó là hết phân nửa của Nga, Xô rồi. Đó thì có một vài bạn thỉnh thoảng viết comment nói dạo này ở trên thế giới, trên mạng có cái phong trào người ta đi lên, người ta làm lập ra những cái kênh để mà người ta phản diện, người ta nói những cái điều xấu của cái bọn cộng sản Việt Nam. Cái tâm lý dễ hiểu thôi, tại vì thập niên 90 trước đây á, là cái mạng xã hội á, nó không có phổ biến, nó không có, nó cũng có thời ban đầu nhưng mà nó không có thịnh hành đó. Thì bây giờ cái mạng nó thịnh hành, với lại cái lớp đi trước á, những cái người mà người ta không ưa chế độ cộng sản á, chẳng hạn như mấy cái bác mà từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. Nó đơn giản đó là chăn nó, cây tre nó già thì măng nó mọc. Thì bây giờ cái đàn trẻ nó đi lên, trong cái thời đại, trong cái thời buổi nào cũng, nếu mà chính phủ mà họ không có đàng hoàng thì sớm hay muộn gì một cái quốc gia đó sẽ có nội chiến. Mặc dù ở Việt Nam bây giờ không có nội chiến về vũ khí, nhưng mà nội chiến bằng khẩu chiến đó, thì mấy cái người lớn tuổi, người ta chuẩn bị, người ta lên đường về hưu, thì cái đàn trẻ nó lên
dần dần á, một ngày không xa các bạn sẽ thấy ở trên mạng sẽ ra rất là nhiều những cái kênh YouTube để mà người ta phản diện, người ta nói lên những cái bức xúc của xã hội để cho Cộng sản Việt Nam họ thay đổi. Trừ khi nào mà Cộng sản Việt Nam mà họ làm những cái điều mà tốt cho xã hội, tốt cho người dân thì họ không có sợ người ta nói. Mà khi mà Cộng sản Việt Nam mà họ làm những cái điều tốt cho xã hội, cho người dân Việt Nam ở trong nước thì cũng chả có ai mà hao nước miếng mà lên mà để nói về họ, nói cũng chả có ai nghe. Còn hiện tại ngay bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam nó vẫn là Cộng sản. Cây búa với cái lưỡi liềm nó để trên cái bàn thờ tổ của nó thì không thể nào mà nó thay đổi được. Các bạn đừng có bao giờ mà các bạn tin là thằng Việt Nam mà nó đi theo chơi với thằng Mỹ hay Tây Phương, không có đâu. Nó đang đánh lộn tâm lý, nó đang đánh đông kích Tây. Nhưng mà Mỹ không phải là họ không biết, tại vì họ biết được á, họ ban giao, họ chơi với Việt Nam, họ biết được á, là trong Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái số nhỏ người ở trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng muốn thay tên đổi họ, họ không có muốn tiếp tục đi lên cái đường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà bị cái số Cộng sản Việt Nam của cái bọn Trung Quốc đó, nó cấy vào trong cái nội bộ Cộng sản Việt Nam nhiều quá, nó áp đảo đi cái số nhỏ. Những cái người đó là chẳng hạn như là cái ông Nguyễn Bá Thanh đó. Các bạn thấy ông Nguyễn Bá Thanh không? Ông là một đảng viên mà những cái điều mà ông nói là y như là phản động vậy đó. Cấp dưới mỗi lần mà ông nói đó, mấy cái người mà làm ở trong Đảng Cộng sản, mà những cái người đó là những cái người mà người ta có cái chiều hướng không có muốn đi theo làm đàn em cho cái bọn Tàu Cộng đó. Người ta lắng nghe say mê ông Nguyễn Bá Thanh. Thì thời gian đầu đó, nó để cho ông nói, cho đánh tâm lý, đánh đông kích Tây, cho thế giới thấy wow, ở Việt Nam bây giờ thay đổi rồi, các bạn thấy chưa, cũng có người đứng lên nói thoải mái, đâu có ai bắt bớ về họ đâu. Tưởng làm sao nó gửi ông Nguyễn Bá Thanh đi công tác qua bên Trung Quốc, qua bên đó nó cho uống trà đậu. Ông Nguyễn Bá Thanh đó là do cái bọn Trung Quốc ám sát, cái bằng chứng là trước khi ổng bị ung thư đó, mà cái bệnh của ổng gửi qua bên Mỹ, không phải là gửi qua bên Mỹ là để trị bệnh ổng, mà gửi qua bên Mỹ là để làm pháp y coi cái bệnh của ổng là do cái phóng xạ gì mà người ta không có biết tại sao nó dùng cái chất phóng xạ đó. Nếu mà các bạn mà dân trí cao, mà các bạn trí thức á, các bạn hiểu biết á, là các bạn biết ở trong nhân gian, ở trên thế giới nó có một cái loại độc, nó tên là cyanide. Cái loại độc không mùi không vị, cái loại độc không mùi không vị. Trước đây mà ông Hitler đồ, cái bọn phát xít á, ai mà tới bắt nó vô đường cùng á, là nó nuốt một viên cyanide vô là nó đi theo ông bà. Cái thuốc độc cyanide nó không mùi không vị, không mùi không vị. Tại sao mà mình dùng cái từ dân trí trí thức cao? Tại vì khi mà các bạn mà dân trí cao là các bạn mới hiểu được ở trên nhân gian nó có nhiều cái thứ mà các bạn chưa từng nghĩ qua. Chẳng hạn như ở bên Mỹ, ở trong cái ngành y, trong cái ngành dược á, nó có một cái loại thuốc
chích cho người ta, gây mê cho người ta đó. Mà cái loại này á, mà nó chích overdose á, là nó chết, người ta chết. Chích overdose, chích nhiều á, giống như cái thuốc đó là nó chỉ có quy định một cái tịnh lượng nào thôi để nó làm gây mê người ta, nhưng mà dùng hơn cái mức đó đó là cái người đó chết. Mà sau 48 tiếng đồng hồ á, là cái thuốc đó là nó không có tồn lại trong cơ thể. Thì bằng cách nào á, là người Mỹ người ta nếu mà ám sát nhau những bằng cách cách đó, làm sao người ta biết? Thì khi mà ở bên Mỹ đó, khi mà thường thường mà con người ta vô cái phòng cấp cứu đó, là ở trong cái bệnh viện đó, là người ta luôn lấy lại một cái mẫu máu để qua một góc. Thì nếu mà ai mà bị dùng cái thuốc đó đó mà bị ám sát đó, thì sau 48 tiếng đồng hồ, mấy cái người pháp y đó, người ta không có biết cái người này chết gì cái do cái gì. Cái thuốc đó là nó tự nó rút ra, nó biến đi, nó không có tồn lại. Ông Nguyễn Bá Thanh là do cái bọn Tàu Cộng nó ám sát đó. Các bạn theo dõi tin tức đó, các bạn biết đó, cái bà chủ gì mà Âu Long đó, ở đâu, ở Đà Lạt, ở ngoài gần cái miền Trung đó, ở Lâm Đồng, bà đó ở Lâm Đồng, hội đồng quản trị đó, bà làm ăn với bọn Tàu, không biết làm sao đó, nó thưa kiện, nó nói bà cướp tài sản gì của nó đó. Cái nó mời bảo đi qua bên Trung Quốc công tác, bàn chuyện làm ăn. Bảo qua bên bển hả, bả uống một cốc trà xong hả, chết tại chỗ luôn, học máu ói máu chết tại chỗ luôn. Tin tức đó, vụ đó bây giờ là chìm xuồng luôn. Phía bên Việt Nam cũng yêu cầu xử tìm hung thủ đâu vậy đó, cuối cùng chìm xuồng luôn. Có nghĩa là Cộng sản Việt Nam á, nó là cái bồn nhìn của cái bọn Tàu. Thuận tụi nó đó, Cộng sản Việt Nam á, thuận cái bọn Tàu Đặng Anh á, thì sống, mà nghịch á, thì chết. Bằng chứng là cái ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Nguyễn Bá Thanh là do bọn Tàu nó ám sát á. Tụi Việt Cộng á, nó đánh tâm lý người Việt Nam của mình rất là hay. Ba vợ của mình kể đó, hồi xưa á, nó biết được đó là mấy cái người phái Nam á, mấy người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, thích nhậu nhẹt đồ gì đó, nhậu nhẹt, nhậu xong á, con người á, lúc mà mình tỉnh á thì mình điều khiển được, còn khi mà mình nhậu xong, ba vợ của mình kể để nó lấy tin tức á, nó lên cái nó cho mấy cái người không phải là nguyên một cái dàn lính nhậu, giống như một cái người đó đi về phép hay là đi về ở ăn uống thăm gia đình vậy đó, đó cái ngồi nói chuyện uống hai ba cốc rượu lưng lưng lên là bắt đầu mình không có điều khiển được. Thì Việt Nam mình mà có cái văn hóa mà hỏi giống như là FBI tra tấn vậy đó, anh làm ở đâu, lương của anh bao nhiêu. Nói chung là cái cách người Việt Nam của mình hỏi nó tường tận, từng câu giống như là FBI tra tấn. Ngày mai anh hành quân ở đâu, đồng đội của anh là đồng đội mấy, sức khoát đi bằng cái gì, xe tăng hay là trực thăng. Đó, Cộng sản là nó chơi tâm lý. Bởi vì nó biết được người Việt Nam của mình thông minh, thì nó đi theo cái cách. Nó đi theo cái cách ghê lắm, bọn Cộng sản nó ghê lắm, mưu mẹo lắm. Lúc đầu đó, giống như nãy mình nói với các bạn, lúc đầu đó, nó nói là phòng thí nghiệm Việt Nam đang thí nghiệm chuẩn bị tự Việt Nam sản xuất thuốc Covid, thuốc vaccine Covid, còn chụp hình Photoshop làm cái lọ thuốc đồ, đặt cho cái tên là Nano Covax rồi đó.
khủng khiếp luôn. Nó tới nuôi lui thì Cộng sản Việt Nam nó chỉ là cái thằng bù nhìn của cái bọn Tàu mà thôi. Đó thì giống như lúc đầu mình nói đó, mình tiếp tục mình nói là mình nhìn ra được cái dân tộc của mình. Một vài năm nữa đó là người dân của mình đó là sẽ dùng cái điện thoại hiệu của bên Tàu sản xuất. Thì các bạn sẽ nói ở đâu cũng vậy thôi, ở bên Mỹ đồ anh đi lên mạng eBay, Amazon rồi anh mua toàn là hàng trái nam. Đúng, đúng, trước đây mình có nói cái đó là đúng, nhưng mà các bạn biết đó là những cái hãng xưởng mà của bên Mỹ á, người ta muốn nhân công rẻ, người ta đi qua bên bên Tàu. Mặc dù nó để là hàng của Tàu bán vô ở trên các mạng Amazon, Walmart đồ, nhưng mà đại đa số ở đây là những cái hãng của người Mỹ làm chủ. Còn không á là đối tác ở bên Trung Quốc á, là nó phải đáp ứng đủ cái chất lượng. Thì ở bên Mỹ họ có một cái luật á, cái luật này là vô hiến pháp không thay đổi được. Nếu mà các bạn mua hàng về á, các bạn không hài lòng á, các bạn có 30 ngày hay là 90 ngày các bạn hoàn toàn lấy tiền lại 100%. Còn ở Việt Nam, ở bên Mỹ anh mua đồ Made in China anh còn lấy tiền lại 100%, anh không thích về xài 30 ngày. Mình có bà mợ của mình đi du lịch qua bên đây thăm thăm con trai là cậu của mình, thì lúc mà mình đi về Việt Nam mình hỏi mợ, mợ mình đi qua bên Mỹ mà thích cái gì nhất, bà mợ của mình nói là thích nhất là qua bên Mỹ xài mua đồ điện tử hay cái gì đó xài đã rồi đi đổi lấy tiền lại 90 ngày. Ở Việt Nam có không? Ở Việt Nam bây giờ các bạn đi ra các bạn mua cái xe ô tô của thằng Made in Manje ở Tàu đó, Manje China, hay là đi mua cái xe Honda đó về không thích rồi đem để đại lý đổi lại lấy tiền coi được không? Bây đạt, bởi vì mình nói á, viết comment nó là phải suy nghĩ 7 lần. Còn mà nói comment như kiểu của các bạn vậy nói không có đúng. Ở bên Mỹ Amazon đồ cũng hàng China đầy, đúng hàng China đầy. Nhưng mà Mỹ á, nó ra điều kiện á, là hàng China đó là mày phải chất lượng, phải phải mày sản xuất mặc dù mày là hàng China, Made in China như là mà về China, nhưng mà cái sản phẩm á, là mày phải chất lượng như là cái người Mỹ mong mong muốn. Còn mà hàng của mày mà đem qua đây bán mà tầm bậy tầm bạ là nó trả tiền về là hết. Có cái luật Mỹ nó có cái hiến pháp 90 ngày, luật này là vô hiến pháp luôn, 90 ngày. Bởi vì có nhiều người, nhiều lần mình nói hoài à, mấy cái người mà dốt thiếu hiểu biết không có kiến thức động động cái nói ở bên Mỹ khổ sở, bên Mỹ này bên Mỹ nọ, tại vì người ta không có kiến thức để mà người ta tận dụng những cái quyền mà nước chỉ có ở nước Mỹ mình có thôi. Cái này là mình đã nói hoài ở trong những cái clip cũ của mình, chẳng hạn như nè, ở bên Mỹ là các bạn tự do xài súng, các bạn tự do đeo cái súng đi ra đường xin cái giấy phép, thì bà có nội cái thằng nào mà nó dám tới nó ăn cướp bạn ở ngoài đường đeo một cái Rolex 10.000 đô la, mình nói ví dụ ở Mỹ đeo một cái hột xoàn 2 tỷ đô la, thách cái thằng nào mà tới đây cướp tao, các bạn hiểu mình nói không? Nhưng mà tại vì đầu óc của mấy cái người đó người ta nhỏ nho nhỏ nhen, người ta không có nghĩ ra được. Ở bên Mỹ các bạn, cái này là mình đã có nói nhiều lần rồi, mình muốn lặp lại cho các bạn hiểu là nói ở bên Mỹ là khổ sở không có cái này cái kia đó là tại vì người ta không có kiến thức để mà người ta tận dụng những cái thứ mà người Mỹ có ở trên thế giới không có, là những cái luật lệ. Bởi vì tại sao các bạn phải đặt cái câu hỏi, tất cả những cái người mà làm về công nghệ thông tin Uber nè,
Google nè, Facebook nè, Instagram nè, vân vân và vân vân đều đi tới Mỹ, nhập tịch Mỹ, đặt cái máy chủ tại Mỹ. Còn mình là cái gì các bạn biết không? Ở bên Mỹ á, các bạn không có tiền ra mở kinh doanh, các bạn có cái bằng tay trắng, không có tiền, các bạn đi dây ra làm ăn được. Cái điều này ai sống ở Mỹ cũng đều biết. Nhưng mà những cái nước khác ở Việt Nam, tàu cộng nó không có. Các bạn làm ăn không được hết khả năng, các bạn có quyền quỵt nợ, các bạn có quyền khai phá sản, không có ai bắt các bạn bỏ vô tù đó. Các bạn vô đừng cùng, chính phủ vẫn có cách để lo cho các bạn tồn tại, có cái chỗ ăn, cái chỗ ngủ, không bao giờ bỏ các bạn. Ở bên Việt Nam thử không có đồng xu dính túi đi, đi ra đường coi, tới đồn công an nó đi xuống ủy ban nhân dân á, nói bây giờ tôi homeless tôi. Còn cái chuyện mà lâu lâu ở lúc trước thì mình đã giải thích rồi, cho nên sau đó các bạn không có viết comment về cái vấn đề homeless. Các bạn nói kìa coi ở video kìa, homeless đầy đường. Mình nói với các bạn nhiều lần rồi, những cái người homeless này là người ta muốn như vậy là bởi vì cái đầu óc, cái bộ não của người ta có vấn đề. Chính phủ Mỹ không có bỏ ai, không có cho ai ở homeless hết á. Ở bên California đó, các bạn biết hàng năm không, người ta bỏ ra hàng triệu đô la để mà giúp cho đỡ cho mấy cái người homeless. Với cái luật lệ bên California đó là người ta dễ dãi cho cái người homeless quá, đâm ra người ta ỷ lại. Giống như ở bên California họ cho phép các bạn á, đi tới một cái nơi nào các bạn làm homeless đó, các bạn tới một cái bãi nào đó các bạn ngủ ở trong xe hợp pháp, các bạn chưa lên đó các bạn đi có những cái chỗ á, những cái mà cơ sở kinh doanh đó, bên California đó, họ cho ai homeless vô đó họ cho ăn, cho pizza hay là cho McDonald's, Burger King. Có một số người ta ỷ lại, không cần phải đi làm mà sống cũng vẫn được. Đó là tại sao mà bang California họ có nhiều homeless. Chứ thử thời mà đi qua bên Boston làm homeless coi, không có cửa. Bên Boston người ta không có dễ dãi, căn liều á, người ta không có cho căn liều Boston á. Bạn nói tôi homeless, tôi muốn căn cái liều tôi ngủ tạm, họ không cho. Nhưng mà họ có cái nhà shelter. Ai không tin ở bên Boston mà đi tới cái đồn police ban đêm xuống đi, nói tôi homeless tôi cần cho ngủ, cảnh sát họ chở đi tới cái chỗ shelter ngủ ở Boston á. Tại vì họ nuôi homeless, họ có cái ngăn phản, thì cho nên căng liều hay là làm những cái điều gì đó, làm homeless đó, ở bên Boston đó, hay là nhiều cái tiểu bang, không có cửa, họ không có cho. Còn ở bên California đó, chính phủ bên California đó là người ta ưu tiên, người ta dễ dãi. Cho nên vì vậy mấy cái người dân á, mấy cái người dân người ta làm homeless để làm chi? Để người ta tiết kiệm tiền, mua cái xe 7 chỗ á, cái nó cho mình có những cái bãi nào mà nó dành cho mấy cái người vô gia cư á, mình đi tới đó mình đậu, mình ngủ. Xong rồi ở đó đó mấy người ta làm thiện nguyện đồ, người ta cũng có xây cái chỗ tắm, toilet vệ sinh. Sáng cái mấy người đó đi làm. Còn ở bên những cái tiểu bang khác á, người ta không có ưu tiên cho homeless. Chứ đừng có nói là anh coi kìa, cái con mẹ tiền á, nói hả, không phải, nó xin lỗi với quý vị. Tôi coi mấy cái clip kìa, homeless đầy ở bên Mỹ luôn, có nhiều chỗ hả, nghèo hơn ở bên Việt Nam. Mẹ bà xạo. Những cái điều mình nói á,
là mình biết được những cái người người ta sống ở Mỹ, những cái lời mình nói là phải đúng. Mình không có coi thường người ta. Ai mà sống ở Mỹ là người ta đồng ý với những cái điều mà mình vừa nói về cái vấn đề homeless. Ở bên Mỹ không có bỏ ai đói hết á. Mấy cái người homeless là tại vì họ tự họ muốn làm homeless mà thôi. Chính phủ đâu phải là độc tài đâu mà họ tới họ nói mày không được làm homeless. Các bạn hiểu mình nói không? Sứ tự do mà anh thích làm homeless thì anh làm homeless, nhưng mà tôi cũng có giúp đỡ cho anh. Ai không tin ở Boston á, đi lái xe xuống đồn cảnh sát đi. Nói là bây giờ vợ tôi hay là chồng tôi nó đuổi tôi ra, bây giờ tôi không có đồng xu các bạn nào hết đó, tôi cần chỗ ngủ. Là cảnh sát Boston chở các bạn đi ngủ liền à. Có cái phòng, có cái chỗ ngủ, là người ta gọi là shelter đó. Sáng dậy cũng có cho ăn miễn phí luôn. Tuổi cộng sản hả, nó đánh lạc hướng lắm. Nó biết người dân Việt Nam của mình thông minh, nhưng mà cái ngôn ngữ cơ thể không có thể nào mà giấu được. Chẳng hạn như là ở Việt Nam mình có đủ cái loại hiệu thuốc vaccine, nó lấy cái thuốc Nga Sô với cái thuốc Tàu nó đè xuống, nó chích mấy người dân. Bây giờ các bạn hiểu tại sao từ bấy lâu họ muốn người dân Việt Nam của mình không có cái dân trí cao, là bởi vì bây giờ nó chích cái thuốc Tàu mà người Việt Nam của mình dốt chết mẹ luôn, nhìn lên cái chữ cái hộp đâu có đọc được, cũng có một vài người phần trăm nhỏ thôi. Các bạn biết không, còn ở Mỹ hả, mày để cái hộp ra mày chích hả, nó liếc ngang cái là nó biết hiệu gì, Pfizer, McDonald, Johnson hay Johnson, Sinopharm hay là cái gì đó của Nga Xô, nó nhìn vô là nó biết đó. Còn mấy cái người mà ở Việt Nam, mấy người dưới quê tới đè ra chích 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 nói Pfizer, 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 người ta đâu có biết chữ gì đâu. Các bạn thấy không? Đó là cái lý do tại sao mà nó không có muốn cộng sản Việt Nam, nó không có muốn người Việt Nam của mình khôn, thông minh đồ lên. Nhưng mà người Việt Nam của mình thông minh. Họ chơi cộng sản á, họ chơi mà kiểu như là bẻ đũa, bẻ từng cây á. Bẻ đũa bẻ từng cây, cho nên họ cai trị dân tộc Việt Nam của mình bằng cái cách đó.